Vô là hả? Rồi, hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với BM Food Travel. Mình là Gia Phú, người quay của chúng ta là Mèo. Nói chung là ngày hôm qua là một ngày khá là nóng sốt. Mình cũng là một người nghiện nhạc của sếp cho nên cũng cày view cho sếp. Bây giờ là hơi mất năng lượng cho nên sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn phở để bù lại năng lượng. Và món phở ngày hôm nay cũng sẽ có một chút xíu đặc biệt. Nhưng mà nó đặc biệt như thế nào thì một lát nữa chúng ta sẽ về trong tìm hiểu. Địa chỉ mà bọn mình đang đứng là 92 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Để đến được đây thì nói chung là nó cũng khá là xa cho những bạn nào mà đang ở gần trung tâm thành phố. Thì bạn nào ở khu mà giật mà quận 6 dễ qua thì nó sẽ gần hơn. Dễ đi nhớ là các bạn cứ đi Lũy Bán Bích. Đi Lũy Bán Bích gặp đường Độc Lập quẹo vô. Đó là hướng từ các bạn mà ở bên Âu Cơ. Còn nếu mà các bạn mà đi từ hướng mà Phú Nhuận á, thì các bạn đi Trường Chinh rồi chạy thẳng hoài, gặp Trương Công Định quẹo trái vô, rồi lại gặp Ba Vân quẹo phải. Vừa quẹo phải hết đường Ba Vân, chúng ta sẽ thấy đường Lũy Bán Bích quẹo tay trái, chạy khoảng 500 một cây thì các bạn sẽ thấy được đường Độc Lập bên tay phải quẹo vô. Rồi bây giờ trước khi xem tiếp, cả nhà nhớ like cũng như là share, ấn nhấn nút subscribe ủng hộ PM Food Travel phát triển thì nha cả nhà. Bây giờ chúng ta qua tìm hiểu phở ông Huệ. Tùy menu dùng các món đang nghiên cứu menu. Rồi thì bây giờ bọn mình đang ngồi trong quán phở ông Huệ. Cả nhà có thể thấy thì hồi nãy cái cảnh mà mình đứng đầu chào thì quán rất là đông khách ha. Bây giờ là sáng sớm. Quán mình thấy rất là rộng rãi mà thoáng mát. Bây giờ mình nhìn cái menu rồi nha. Tuy nhiên các bạn nãy các bạn thấy là cái bảng hiệu cũng như là cái cách bài trí á, quán cũng rất là hoành tráng, nhưng mà giá tiền tô phở ở đây á, một tô nhỏ chỉ có 25.000 thôi, còn tô lớn là 30.000. Và cái món ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu đến các bạn là khá đặc biệt, đó là món phở chảo bò trứng muối. 35.000. Thì không biết là ngoài chả bò trứng muối này, cái giá tiền này là nó sẽ có những cái thịt bò gì hay không. Thì một lát cái mình sẽ tới, mình nhờ một người order mình sẽ hỏi giờ giấc cũng như là có chi nhánh nào khác không. Tại mình thấy có phở ông Huệ 3 lận, tức là chắc sẽ có 1-2. Đây bánh thêm là 10.000, một chén thịt là 25.000, trà đá miễn phí, nước cũng chỉ có 10.000, 12.000 thôi. Phở đây mình thấy khá giá ok. Rồi thì do quán đông và cái không gian quán nó khá là không có được lớn á, cho nên bọn mình sẽ liệu cơm gắp mắm để quay gán quay được những hình ảnh tốt nhất về những tô phở cho cả nhà xem. Thì có gì mà sai sót thì cả nhà bỏ qua cho nha. Rồi bây giờ mình sẽ order. Các bạn thông cảm là vậy, chị ngại không có lên hình nên mình sẽ không có lấy hình chị đâu. Chị ơi, cho em hỏi là bây giờ là em thấy đây là có phở một món, phở hai món, là thứ nhất là nó khác nhau sao vậy chị? Ở đây là chị chọn món thái nạc gầu gân viên. Một món là em chọn thái nạc gân viên. Là chọn món là kết hợp thái nạc lái viên. Em hiểu rồi. Cái phở đặc biệt là đầy đủ tất cả các món, là có cái chất không có trứng muối. Trứng muối là món hương vị. Phở đặc biệt là có đầy đủ các món, phở thập cẩm cũng là như vậy. Thì cũng đầy món mà ít hơn, phở đặc biệt là sẽ nhiều hơn. Rồi chắc là cho, nhưng mà các em sẽ thử cái phải phở chả bò trứng muối này nè. Cái chả bò trứng muối này là nó có thật không chị, hay là chỉ có chả bò trứng muối? Nó như một viên bò viên đó, ở bên trong nó nhân là tráng trứng muối, bao bọc bên ngoài là bò viên. Nhưng mà mình có kèm cái nạm, mấy cái nạm gì không? Nó chỉ là viên chả bò vậy thôi. Rồi
Chắc là ta ta mày ăn cái gì? Chả bò trứng muối. Rồi vậy lấy em hai tô chả bò trứng muối đi. Ở kia là địa điểm đó. À đúng rồi, em thấy có phở phải ông ba thì mình có cái chi nhánh nào nữa đâu vậy chị? Chị có bên quận 8. Quận 8 là chi nhánh 2. Cái đó là đầu tiên. Đầu tiên luôn. À, chị anh hai chưa? À, là bên quận 8, quận 8 đường gì chị? An Dương Vương. An Dương Vương quận 8 nhờ. À, có gì mình sẽ, các bạn có gì search thử trên mạng để kiếm cái chi nhánh 2 phở ông Vậy nha. Dạ rồi, à, chắc là bây giờ chị làm đem hai cái đó, em xin phép em quay cái tô. Đây là tô phở chả bò trứng muối. Lúc đầu á, mình tưởng á, mình tìm thông tin mình xem mình tưởng là bò viên, nhưng bây giờ tới đây á, mình mới biết đây là chả bò. Bây giờ là chúng ta sẽ thưởng thức tô phở nha. Phở rất là nóng, rất là thơm. À, ông cũng thấy hả? Vậy hả? Về để đây rồi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thử nước dùng trước đi, rồi mình sẽ lặt rau rồi bỏ tương ớt tương đen vô cho nó đậm đà. Tô phở này nước màu khá là trong, nhưng mà tại vì nãy giờ có cái trứng muối á, cho nên nó sẽ có mấy cái bong bóng màu cam cam. Wow, cái vị phở đây khá là thanh, thì nó sẽ nước dùng rất là trong nha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ tương ớt tương đen vô thì cái nước nó sẽ đậm đà hơn nữa. Đây, bây giờ mình đã bỏ tương ớt, tương đen vô rồi, mình sẽ thử nước và thử phở nha. À, nước phở đã đậm đà hơn rồi cả nhà ơi. Sợi phở đây là sợi phở nhỏ nha. Sợi bánh phở rất là mềm, khá là dễ ăn. Đây, chả bò trứng muối. Mình sẽ ăn chả gốc trước, không chấm. Nó sẽ hơi dai dai một chút xíu. Vị bò nó sẽ không đậm. Mình nghĩ là nó hơi, cái vị nó hơi lạc một xíu. Mình nên các bạn sẽ chấm cái này đi, nó ăn sẽ ngon hơn. Cái này chả bò mà, chứ không phải là bò viên. Mình nghĩ nếu mà bò viên thì nó sẽ đậm đà hơn. Cái sa tế đây khá là cay, khá là ngon á. Trứng muối. Trứng muối dẻo dẻo, ăn béo béo. Chung là món này ăn khá là lạ đó. Nó khác với những cái tô phở thuần túy thông thường. Nãy mình mình thấy á, với giá tiền này với một cái tô như vậy á, khá là, nói chung là cũng không có mắc.
và hương vị nó khá là lạ so với bình thường mình ăn là nái nạm gầu gân, đúng không? Nhưng mà phải cái chả bò này ăn nó hình như nó cũng mình cảm thấy nó thiếu một chút gì đó. À đây, mình nghĩ là cái này nó chưa hòa quyện lắm so với cái món phở này. Nếu mà cái này nè, bò viên á, mình nghĩ nó sẽ hợp hơn đó. Tại vì cái này là chả bò, ăn nó cũng là ná bò viên, nhưng mà nó không đậm vị bằng bò viên. Rồi rau đắng, rau húng quế đó, phở mà. Đây là những loại rau thường có. À đây có tỏi nữa mà nãy giờ mình quên bỏ vô. Ăn. Rồi, bỏ tí xíu. Thử rồi, cả nhà ơi. Bây giờ là thôi giới thiệu đầy đủ rồi, bây giờ chắc là xin phép cả nhà mình thưởng thức tô phở. 2000 years later. Ok, như vậy là chúng ta vừa thưởng thức xong tô phở bò, phở chả bò trứng muối. À, bây giờ chúng ta sẽ đánh giá tổng quan một tí xíu ha. Thì về địa điểm quán thì ở đây là nó sẽ hơi khá xa một tí xíu, đó là nằm ở đường Độc Lập 92 Độc Lập, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, đi Liễu Văn Bích quẹo vô nha cả nhà. Đây đó, phở ông Phệ Ba, cả nhà có thể thấy thì không gian quán rất là rộng rãi, khách cũng ra vô rất là đông đúc. Rồi, giá một tô phở ở đây là chỉ có là 25, 30, 35 và 45. Thì nãy trên menu các bạn có thể thấy là một phở một món, phở hai món, thì mình không biết các bạn nghe rõ hay không, mình sẽ lặp lại. Thì phở một món á, tức là nó có những cái là tái, nạm, gầu, gân gì á, thì cái giá 25 ngàn là chỉ ăn một trong những món đó thì mình lựa, còn hai món thì là 30 ngàn thì là cũng là mình lựa nguyên liệu thôi. Thập cẩm và đặc biệt, thập cẩm thì nó là có đầy đủ, đặc biệt sẽ nhiều hơn một tí xíu, nó giống như thập cẩm vậy đó. Còn chả bò trứng muối là 35 ngàn. Khăn và trà đá miễn phí, ngoài nước thì 10-12 ngàn. Rồi, về hương vị cá nhân mình thấy nha, đối với cá nhân mình á, thì mình không biết là có thể là do mình không hợp khẩu vị ở đây lắm cho một tí xíu. Tại với cái món chả bò Đà Nẵng này á, mình thấy nếu như cái phần chả bò Đà Nẵng này nó là ở ngoài là nó là bò viên bọc trứng muối á, thì ăn mình nghĩ nó sẽ đậm đà và nó sẽ ngon hơn. Riêng mà bạn nào mà ăn không quen trứng muối á, thì các bạn có thể sẽ cảm thấy cái vị trứng muối nó sẽ hơi khó ăn, nó sẽ hơi lạc quẻ với so với cái món phở này. Đó là ý kiến cá nhân mình thôi. Thì đôi khi các bạn nào mà các bạn có thể đến thử á, nhiều khi các bạn lại thích cái hương vị trứng muối với cái món chả bò này. À, riêng về cái chả bò thì mình thấy nó rất là to, cắt vừa phải, cắn là cảm giác cắn là vừa đủ ngập răng luôn. Chấm với cái tương ớt, tương đen và sa tế khá là ngon. Còn nếu mà các bạn ăn mà cắn không á, thì cái vị nó sẽ hơi lạc một xíu. À, thì giờ mở cửa của phở ông Phệ là 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, đó là giờ buổi sáng. Còn giờ buổi chiều là từ 4 giờ cho đến 9 giờ rưỡi tối. Rồi, hy vọng là ngày hôm nay đã có một món ăn mới nữa để cho các bạn bỏ vô thêm nhiều menu. Thì mình thấy với các bạn có thể thấy đó, ở ngoài nhìn thì hoành tráng như vậy, nhưng mà giá tiền của tô phở ở đây chỉ có 25, 30, 35 ngàn thôi, rất là bình dân. Còn về hương vị của nó, đối với mình, cá nhân mình thấy thì đây là một hương vị dễ ăn. Dễ ăn cho một buổi sáng. Nó nước lèo ở đây khá là thanh, thì độ đậm đà vừa phải, không nói gọi là nó gọi là xuất sắc. À, đối với cá nhân mình thôi nha, thì tại mình không biết rằng mình thấy khách đông lắm, chắc ở đây nó sẽ hợp khẩu vị của nhiều người, không biết là các bạn sao. Nếu bạn nào mà có tới đây thì các bạn muốn yêu thích sự khác lạ, các bạn thử cái món chả bò trứng muối này, biết đâu các bạn lại thích. Còn bạn nào mà không có cảm nhận như thế nào thì các bạn cứ cho bọn mình bình luận để tụi mình tăng độ tương tác hơn nha cả nhà. Rồi, hy vọng là cả nhà sẽ thích clip ngày hôm nay. À, cái gì? Lý do bọn mình đứng bên đây là tại vì quán bật nhạc, nãy giờ bọn mình có xin rồi, nhưng mà cũng thời gian cũng trôi khá là lâu, khách vô họ cần có nhạc, mình qua đây để tránh bị bản quyền. À, hy vọng là mọi người thông cảm, và có lúc quay là do quán đông và cái không gian quán cũng hơi nhỏ, cho nên bọn mình không thể nào mà
cần để mà quay được cái cảnh những cái tô phở nó kỹ càng đẹp hơn cho cả nhà. Cả nhà bỏ qua cho mình nha. Rồi, hy vọng là cả nhà sẽ yêu thích món ngày hôm nay. Và bây giờ thì vẫn như cũ là để kênh phát triển hơn nữa, rất cần sự giúp sức của các bạn là bằng cách là like, share và ấn nhìn nút subscribe để ủng hộ PM Food Travel của tụi mình nha cả nhà. Luôn nhớ một món ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp.